Rồi em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Anh em xem kênh nhớ nhấn cho em xin một like và một cái nút đăng ký kênh kế bên cạnh nha. Để mỗi lần em đăng video lên thì anh em mình sẽ nhận được ngay về những cái sản phẩm em sưu tầm nha. Clip hôm nay thì em có lo bát nha anh em. Đó, lo bát lớn nhỏ để cho anh em mình sưu tầm nha. Đó, đây mấy cặp này thì tuyệt vời anh em ạ. Mấy con này thì tiếng bát là mềm sâu ha. Gân zin nha anh em, gân dạng cao su non nha. Đó. Và đây là lo bát 20 nha. Lo bát 20 Yamo. Nó này có lo bát 16, con này hàng độc nè. Đó. Và đây có hai cặp lo của Anh Quốc nha anh em. Em mới về thêm nha. Và đây có hai chiếc súp lẻ ha. Và bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết clip hôm nay để mà báo giá chi tiết cho anh em mình nha. Và đây chính là hai cặp lo Anh Quốc đầu tiên em sẽ giới thiệu với anh em mình trong clip hôm nay. Và trước tiên thì em sẽ đo kích thước đường kính lo là 13 hơn 1 tí nha anh em. Còn chiều xéo á là nó 15 nha. Em khỏi cần quay củ lo, em quay cái mặt lo thôi, anh em mình sành chơi hàng bãi nhìn biết hàng xịn hay không rồi nha. Đó. Đây. Màng nha anh em, màng. Nói chung là zin 100% nha. Đó, mũi vải nha và râu hai râu nằm hai bên rất là đẹp. Nè. Hai râu nằm hai bên, máy này là dính dơ em chưa vệ sinh thôi nha. Đó, hai râu nằm hai bên ha, cực kỳ dễ thương luôn. Đó. Đây. Lo của Anh Quốc nha anh em nha. Đó, hàng của UK nha. Đó. Cái model của nó là R5 8N nha anh em. Đó, lo bát nha, lo bát. Con này chơi kháng là 8 ohm, công suất thì nó không có ghi nhưng mà con này công suất cũng tầm chừng 30-40 quá gì đó anh em ạ. UK nha anh em, hàng UK xịn sò nha. Đó. Anh em mình nhìn cái mặt lo thôi là biết hàng rồi. Đó, em không cần phải giới thiệu nhiều nha. Đây cũ từ lo đây, thép từ 7 màu đẹp keng nha anh em. Đó, em mới vừa về hàng. Cái mẫu này tầm chừng tháng trước em có về hai đôi hay sao á thì em bán rồi, hôm nay em về tiếp hai đôi nha. Đó. Đây thì hai cặp hôm nay em mới về. Đó. Đây, có hai chiếc về nó bị rách tem nha anh em. Thì khi anh em mình mua hàng thì em sẽ gửi một chiếc còn tem và một chiếc bị mất tem nha. Đó. Bên kia người ta xé hay sao không biết nữa, về nó bị mất cái tem anh em ạ. Đó. Đây thì anh em mình cứ xem lo nha. Đó. Đây, hai chiếc thì đẹp keng nha anh em, hai cặp đẹp keng ha. Đó. Hàng zin nguyên bản nha anh em, zin nguyên bản nha. Đó, anh em mình xem. Hàng zin 100% nha. Đó. Đây, dây râu đây ha. Người ta làm dây râu hai bên này thấy cưng không? Đó. Đây anh em mình xem ha, tuyệt vời. Đó, ok chưa? Rồi, đây là chiếc bên trong nha anh em, chiếc bên trong ha. Đó, đây tại trong cái con nó tối á, khó quay cho anh em mình thấy nha. Đó, bên đỏ là cộng nha anh em, bên đỏ là cộng ha. Đó thì hên là nó còn hai cái tem ha. Đó, hên là còn hai cái tem lại. Đó, đây rồi, ok nha. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em có hai đôi nha. Và lần này thì giá là 1 triệu đồng một cặp nha anh em. Giá là 1 triệu đồng một cặp nha. Đó thì do là cận Tết á, với lại tình hình biên nó bị cấm á, cho nên là chi phí vận chuyển em về nó có lên tiền cước vận chuyển nha anh em. Đó. Hiện nay thì bên biên nó rất là căng. Đó. Nói chung là ok dữ lắm mới lấy được hàng thôi, còn bình thường thì anh em bây giờ cũng không có qua bên kia lấy được hàng như lúc trước mà anh em mình ôm về chơi đâu. Đó, lúc trước anh em mình còn qua cam ôm hàng về chơi được chứ lúc này là không có qua được đâu anh em ạ. Quen biết dữ lắm mới gửi về được nha, nhưng mà chi phí nó hơi cao hơn một tí nha anh em. Giá là 1 triệu đồng một cặp cho một cái cặp lo UK ha, cặp lo UK. Đó, anh em mình yên tâm về chất lượng nha. Đó. Lo UK xịn sò nha anh em. Đó, đây. 1 triệu đồng một cặp nha. Đó. Nói chung mà với hình thức lo như vậy và chất lượng lo UK nữa thì anh em mình yên tâm ha, giá 1 triệu đồng một đôi. Và đây thì em có hai chiếc lo bass sub nha anh em. Đó, hai chiếc lo bass sub cho anh em mình thay thế mấy lo sub lẻ hoặc là lo sub 5.1, 7.1, 9.1 mà lo nó có đường kính là 16 hoặc là lo vi tính nha anh em. Đó, anh em nào mà đánh lo vi tính á thì anh em mình đánh lấy cái lo 4 ohm này nè. Đó, anh em mình thay lo vi tính đâu cũng được nha. Lo nó có đường kính là 16 anh em. Con này đo phụ bì là nó 17 lần nha. Đó. Còn con này thì nó là con này là nó 10 cũng 17 luôn nha anh em, 17 luôn. Anh em nào mà cần lo bass sub 16 lẻ thì liên hệ với em nha. Đó. Anh em có hai chiếc, một chiếc là Formosa ha. Đó, hai chiếc này đều là của Sony hết anh em nha. Hai chiếc này đều là của Sony hết á. Con này trở kháng là 8 ohm nè, công suất 20W nha. Đó. À, con này 4 ohm công suất 20W nhưng mà lo nó đánh sẽ lớn hơn 20W này nha anh em. 20W này là chỉ là công suất nhỏ hoạt động thôi, công suất trung bình thôi. Còn mát nó có thể hơn nha. Đó. Đây. Thì anh em nào mà có mạch công suất tầm hơn 50W là đánh được con lo này nha. Đó, mạch công suất lớn hơn 50W là đánh tốt con lo này. Thì hai con này đồng giá nha, giá 500 ngàn một chiếc nha. Giá 500 ngàn một chiếc, anh em nào mà thích chiếc nào thì liên hệ với em trước chiếc đó ha. Còn anh em nào mà thích hai chiếc này luôn thì sẽ có bớt chút ít, ví dụ như là bao ship chẳng hạn nha. Đó, đây.
bụi không à, hàng nguyên zin nha anh em, zin 100% nha, 500.000 chiếc nha anh em mình lấy chiếc nào thì nói em chiếc đó nha. Đó, hai chiếc lo bát súp 16 ha, anh em mình dùng làm lo bát lo súp gì cũng được. Đó, hai con nha, hai chiếc. Rồi ok, anh em mình lấy hai chiếc thì chuyển khoản vào ship luôn ha. Đó. Cặp này bíp nè anh em, để tí giới thiệu với anh em mình sau nha. Em mới về được cặp Yamo anh em ạ. À. Mẫu này em hết hàng lâu lắm rồi, nay mới về được đôi nè. Đó. Đường kính là 20.5 nha, 20.5. Lo Yamo hàng châu Âu xịn sò nha anh em. Đó, anh em mình nhìn cái màn lo thôi là biết hàng xịn rồi nha. Đó. Đây. Nguyên bụi em chưa có lau chùi vệ sinh gì luôn á. Nè, anh em mình thấy không? Bụi nãy giờ em đụng vô là bụi không à. Em khui ra làm quay cho anh em mình xem luôn. Hàng bãi về em để nguyên bụi bãi luôn, em không có lau chùi vệ sinh gì hết á. Mấy cái này lau chùi vệ sinh lên là đẹp dữ lắm ha. Tại vì xương lo nó không có bị hen rỉ nè. Nè, như mấy cái này anh em mình thấy bụi không? Đó, lau cả là đen đẹp liền nè. Đó, anh em mình thấy không? Tại em để nguyên vậy em quay cho anh em mình xem luôn nha. Không có thời gian lau luôn anh em ạ. À. Lúc này em về em đăng hàng lên là anh em mình chốt là em có hàng không kịp luôn. Em không có thời gian em lau chùi vậy trơn á, hàng về sao em đăng vậy cho anh em mình xem luôn à. Hàng zin nguyên bản nha anh em, zin nguyên bản nha, lo bát 20 của Yamo ha. Con này Yamo hàng châu Âu nha anh em. Hàng châu Âu xịn sò nha, Yamo được sản xuất tại Đan Mạch ha, và tem này là tem zin của hãng nha anh em. Đó. Đây, hai chiếc ha, hai chiếc. 22503. 22503 hai chiếc này trùng series nha anh em, hai chiếc này trùng series ha. Đó. Con này thì anh em mình dùng để mà thay thế lo nghe nhạc, hoặc là anh em mình dùng để mà làm lo trả lời cũng được ha. Mấy con này tiếng lời cũng khá là ok. Đó. Anh em mình dùng để mà lắp lo bass nghe nhạc rất là ok luôn nha. Mấy con này gã thùng chuyên nghe nhạc ra nha anh em. Chuyên nghe nhạc vàng ra nha. Anh em nào mà thích nghe nhạc vàng được mấy cặp này nghe nhạc vàng rất là hay nha. Đó, màn lo thiết kế rất là đẹp nha. Màn giấy nha anh em, màn giấy ở phía dưới chất liệu khác nè. Anh em mình nhìn ở phía dưới khác đúng không? Phía trên nhìn khác này ha. Nó nhìn phía trên rất là mạnh mẽ ha. Cái này về anh em mình lau cái nó đen lên nó đẹp lắm luôn á. Cái này nó có phủ một cái lớp gì á anh em, lớp gì giống cái lớp chống nước vậy đó anh em ạ. À. Đó nha. Và những cái trắng trắng này là bụi nè, anh em mình có thể thấy ha, toàn là bụi thôi. Đó. Đây. Hàng tháo thùng ra zin nguyên bản nha, nguyên bụi em chưa có lau chùi vệ sinh gì luôn. Đó. Chiếc này giá, một cặp này giá 1.500.000 nha anh em, một cặp này giá 1.500.000 nha. Rồi. Và bên đây thì em có cặp này hơi bị độc luôn cho anh em mình nè, lâu lâu mới có một cặp thôi và đó giờ em cũng mới có cặp lần đầu hay sao á. Và cái này hình như em cũng không thấy ai có hàng luôn, hàng siêu hiếm siêu vip luôn. Đường kính là 10 gần 18 anh em ạ. À. Đó, 17.5 nha. Đó, con này thì nó bass nó đánh là chắc lực nha anh em, chắc lực ha. Đó, nó đánh rất là gọn tiếng bass nha. Đó, đây, con này nó đánh là nó thu bass lại liền, nó không có rền ha. Con này là dạng bass lực và nó chắc gọn nha, thích hợp cho anh em nào mà thích nghe cái bass nó ít đuôi á. Nó đánh lực nhưng mà nó không có bị rền ha. Đây. Con này thì nó đánh là thu bass lại liền, em đã có test rồi. Đó. Đây anh em nha. Đó thì xương lo là xương gan nha anh em. Xương gan nha, xương gan đúc ha. Đó, đây, rất là đẹp luôn. Anh em mình xem nha, xương gan đúc nguyên khối nha anh em. Đó. Nó thiết kế là quá trời xương luôn, 2 4 6 8 xương. 8 xương nha anh em. Đó. Và đây là cái con lo nha. Con lo thì anh em mình đẩy lên thấy cái con phía bên trong luôn á. Con nó phủ một cái lớp bóng nha anh em. Con nó phủ một lớp bóng ha, anh em mình xem nha. Đó. Xương là xương gông đúc nha anh em. Gông đúc nguyên khối nha, gông gông gan đúc ha, gông gan đúc sơn tĩnh điện màu đen. Đó. Và nhện lo, con lo, râu lo nha. Đó. Đẹp. Rồi ok, để em để cái điện thoại lên giá quay em quay cho anh em mình xem nha. Tại lo này nó nặng lắm anh em ạ, à. Nó nặng trịch à. Đó. Gông của nó là gông đúc nha anh em, gông đúc ha. Đó. Và dưới này thì nó có những cái lỗ nếu mà thoát hơi cho con lo khi đánh nó công suất lớn nha anh em. Đó. Đây. Hàng này là dạng hàng sưu tầm ha, rất là đẹp. Đó, chắc cái này của mấy anh Tây, mấy anh Độ cái gì nè. Mới có cái lo này chứ lo này em nghĩ không phải lo gã thùng ra đâu. Lo này của mấy anh Tây, chắc mấy anh Độ xe hơi hay là anh Độ cái gì đó, em cũng không biết nữa. Đó, ở dưới này anh em mình thấy ha, cái thép từ ha, thép từ ánh hồng ha, nó rất là đẹp. Và đây thì có một cái lớp chống bọc khử từ ha, lo này chiều sâu rất là sâu nha anh em. Chiều sâu nó tận 11 lận nha, chiều sâu nó sâu lắm nha. Anh em mình lưu ý ha. Đó, chiều sâu nó sâu lắm. Và đây là trạm lo đã có hàng dây rồi nè, đã có cắt dây ra rồi nè, đó. Lo này Mitrola vậy nè, trở kháng là 4 ohm, công suất là 100W nè. Con này thiên về tiếng bass nha, đó. Nhưng mà tiếng lời nó cũng sáng lắm nè, có test rồi ha. Anh em nào mà chốt thì chốt nha, không chốt thì mai còn em test cho. Đó, con này nói chung là tiếng hay, đó. Rồi, tuyệt vời luôn. Rồi, để quay chiếc bên trong coi nó có đẹp như chiếc này hay không ha. Đó, này dạng hàng sưu tầm nha anh em, dạng hàng sưu tầm bán rồi chứ không có nữa. Anh em nào mà liên hệ chốt được á thì chốt nha, còn anh em nào mà liên hệ chốt sau mà hết hàng á thì thông cảm giùm em nha. Tại vì em cũng không có sưu tầm được nhiều mấy cái này ha.
Đó, cái keo của nó dán cái keo màu xanh gì nhìn lạ lạ lắm anh em. Keo dán con á, keo màu xanh, keo này chắc trên thị trường không có bán đâu. Đó. Cái keo màu xanh, để em zoom ra cho anh em mình xem nè, đó, thấy không? Đó. Thì nó hơi tối khó quay nha. Rồi ok, rất là nặng nha. Cặp này giá 1.800.000 nha anh em. Cặp này giá 1.800.000 nha. Anh em mình có lấy độ chế gì thì lấy ha. Đó. Màn là màn carbon. Màn carbon nón là nón nhựa ABS hay sao á. Đó. Bốn ngày binh luôn. Rồi ok. Cặp này giá 1.800.000 nha. Anh em nào mà chốt thì liên hệ với em. Còn nếu mà em bán rồi thì chắc không có hàng nữa. Anh em mình đừng dặn sưu tầm nha. Có nhiều cặp em bán rồi anh em mình thích quá, cái yêu cầu nói chuyển cọc, khi nào có điện lại thì những cái hàng này thì em sẽ không có nhận cọc nha. Ví dụ như những cái dòng nào mà thông dụng nó có về thì em biết thì em sẽ nhận cọc. Còn như những cái dòng này em bán rồi thì anh em mình có yêu cầu chuyển cọc thì em cũng từ chối nha. Tại vì nó không có hàng anh em ạ. Có đôi khi cả năm luôn cũng không thấy cái mặt mũi của lo này lần thứ hai nữa. Đó, cho nên là anh em mình thông cảm giùm em nha. Có những cái thì em nhận cọc được, có những cái thì em không nhận được nha. Đó, rồi ok. Đó, như ngày hôm qua em đăng cái lô JBL A606 á, thì em bán hết rồi, thì có anh em mình liên hệ sau, không có hàng thì anh em mình có dặn đặt cọc thì ok em nhận, những cái dòng đó em sẽ nhận cọc nha. Đó, thì có hàng em báo lại, thì những cái dòng nó có hàng nữa ha. Hôm qua nay thì chiều giờ em cũng nhận mấy anh em đặt cọc rồi, thì tại sắp tới em đang có hàng về á, cho nên là em sẽ nhận cọc ha. Còn tiếp theo là cặp cuối cùng này là cặp 28cm nha, cặp này em bán rồi cũng thôi luôn nha, em không có nhận cọc luôn ha. Đó, bán rồi là hết. Cặp này màng bóng nha anh em, màng bóng, gân của nó là gân chất liệu gân rất là mềm anh em ạ, gân cao su non, gân cao su non nha. Cái gân này gờ vô nó nhăn nè anh em, mình thấy không, em đụng vô là cái gân nó nhăn nè, làm như là cái gân mục vậy đó, nhưng mà không phải nha. Cái dòng gân này nó vậy đó anh em ạ, cái dòng gân này nó vậy, nó bền, rất là bền nha, nó bền hơn những cái gân cao su bình thường gấp mấy đời tuổi á. Nó đây à, nãy em đo đường kính nhiêu ta, đo phủ bì là 28 đó anh em ạ. Đo phủ bì là 28 đó nha. Con này chuyên về tiếng bass mềm sâu nha anh em, con này chuyên về tiếng bass mềm sâu ha. Nó thả quả bass nào quả nấy là sâu thăm thẳm luôn, thích hợp cho anh em nào mà thích tiếng bass sâu á, nó thả cái là sâu lút luôn á anh em. Nó con này thả tiếng bass sâu lắm nha, đây nè anh em mình thấy không, nó em đụng nhẹ thôi mà cái màng nó dày là anh em mình biết nó thả tiếng bass cỡ nào rồi. Và thêm cái gân nữa, gân mềm như bún luôn anh em ạ. Đó, đây anh em mình thấy cái gân không nè, bass mấy con này thì nó thả thì thôi rồi luôn ha. Đó, đây hàng riêng nguyên bản nha anh em, riêng nguyên bản nha, nguyên bụi em chưa lau chùi vệ sinh luôn ha. Nè bụi nè, đó anh em mình thấy không, mấy này bụi về em để nguyên em quay luôn nè. Đó, em nói thiệt là em chưa có lau chùi vệ sinh gì luôn. Đó, đây là ha, thép từ dưới là sử dụng thép từ màu trắng, còn trên này là thép từ 7 màu nha anh em. Đó, con này thì chắc cái này để kho sao nó hơi bị cũ một tí ha. Con này công suất là 120W nha anh em, công suất 120W ha. Đó, cặp này giá 2.000.000 nha anh em, cặp này giá 2.000.000. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em ha. Đó, có một cặp thôi, bán rồi sẽ hết nha. Anh em nào mà có yêu cầu chuyển cọc cặp này thì em cũng không nhận nha, tại dòng này nó không có hàng. Đó, lâu lâu mới gặp thôi chứ đó giờ em cũng chưa gặp dòng này nữa. Lâu lâu mới gặp cặp nha anh em. Đó. Bụi không là bụi nè. Có gì em sẽ lau chùi sơ cái là sạch ha. Đó. Rồi ok, giá cặp này 2.000.000. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em. Rồi xong thì clip của em cũng xin được kết thúc tại đây thôi nha. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem qua clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.